em sẵn sàng thay đổi tất cả những gì mình có thể để trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Bởi ai cũng sẽ muốn hướng đến cái điều tốt đẹp nhất với mình. Và khi cơ hội đến thì em chắc chắn em sẽ nắm lấy và em sẵn sàng thay đổi. Câu nói ở vòng sơ khảo của mình đang được mọi người đón nhận rất là nhiều, được truyền cảm hứng từ câu nói ấy rất là nhiều. Thì mình cảm thấy là sứ mệnh của mình nó không thể dừng ở đây được. Và nếu thực sự được trở thành Hội Bóng Của Việt Nam 2022 thì mình sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa cho cộng đồng.